quý vị và các bạn, phụ nữ trong bất cứ xã hội nào cũng vô cùng giá trị. Nói phụ nữ là để yêu thương, chính là để nhắc nhở chúng ta rằng, dù nhân loại đã đạt nhiều tiến bộ về bình đẳng giới, thì vẫn còn không ít những người quên mất rằng mình xứng đáng được yêu thương. Không phải ngẫu nhiên mà cùng với sự phát triển của xã hội, quan niệm, cách nhìn nhận về phụ nữ, dù mỗi thời có thể có những chỗ khác nhau, nhưng chung quy thì phụ nữ vẫn mặc nhiên được coi là phái đẹp, là phái yếu, cần được trân trọng và chở che. Ngày Quốc tế Phụ nữ luôn luôn là dịp để bày tỏ tình cảm, tình yêu thương đến một nửa đẹp xinh của thế giới, đồng thời cũng là ngày quan trọng để nhắc nhở về vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Mỗi dịp này trên mạng xã hội ngập tràn lời chúc và những câu chuyện thú vị. Song so với mọi năm thì trên mạng xã hội lại đang tranh luận trái chiều về việc tặng quà ngày 8 tháng 3. Bởi đối với nhiều người, quan trọng là tấm chân tình, trách nhiệm của người đàn ông đối với gia đình như thế nào, chứ không chỉ là những món quà hay những đóa hoa. Chỉ cần dạo qua mạng xã hội, có thể thấy ngập tràn những lời chúc tốt đẹp, yêu thương nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Những câu chuyện thú vị cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Song khác với những năm trước, câu chuyện tặng quà 8 tháng 3 đang là chủ đề gây hot cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc tặng quà hiện nay chỉ mang tính hình thức, quan trọng là cách đàn ông tôn trọng phụ nữ. Dù không cần hoa, cần quà, nhưng người phụ nữ vẫn hạnh phúc, bởi điều lớn nhất họ nhận được là tình yêu và trách nhiệm của người đàn ông. Tôi thấy rất đúng, vì hoa qua ngày rồi sẽ héo, quà tặng nhiều rồi cũng hết, chỉ có tấm chân tình là ở lại. Người vợ như mình chỉ mong sao có cuộc sống hạnh phúc, được chồng con yêu thương, đó mới là giá trị của hạnh phúc. Cần gì quà đâu, chỉ cần một ngày 8 tháng 3 được bên gia đình yêu thương, giải phóng sức lao động bằng cách đi ra ngoài ăn một bữa, ngày trôi qua như vậy là vui lắm rồi. Tôi thấy mỗi món quà trao đi phải là sự gửi gắm bằng tình yêu thương. Như con trai tôi tự vẽ tranh tặng mẹ mà tôi thấy thực sự xúc động, vì đó là tình cảm của gia đình, chứ đâu cần gì quà cáp to tát giá trị. Cư dân mạng cho rằng, tuy vấn đề tặng quà hay không vẫn đang nổ ra tranh cãi, song điều quan trọng là người phụ nữ những dịp kỷ niệm như thế này cần được yêu chiều, quan tâm. Và việc tặng quà phụ thuộc vào tấm lòng của người đàn ông. Song dù được tặng quà hay không thì cũng không nên khoe mẽ trên mạng xã hội, vô tình gây áp lực cho người tặng vì dễ bị so sánh. Bởi giá trị quà tặng không nói lên nhiều về bản chất của một mối quan hệ bền lâu. Tôi thấy nhiều chị em hay khoe đồ được tặng lên mạng xã hội, người thì túi hàng hiệu, giày hiệu. Tất nhiên là họ có điều kiện, nhưng không phải cái gì cũng đăng lên, vô tình khiến chị em xem được chạnh lòng. Chung quy là các bạn nữ nên để bạn trai chủ động tặng quà như một cách nhìn nhận xem bạn trai có đủ tinh tế hay không, nhưng đừng quá câu nệ về việc người khác có quà và mình cũng phải có. Từ khi có mạng xã hội ra đời rồi phát triển, thì những ngày kỷ niệm dành cho phụ nữ càng được chị em khai thác nhiều hơn. Quà tặng của bạn trai, chồng con được mọi người đua nhau đăng lên mạng xã hội. Những người chỉ được tặng những món quà nhỏ bé thì gato với những người được tặng món quà giá trị. Những người không được tặng thì nghĩ tủi thân rồi than thở với chồng hoặc bạn trai. Một năm có một ngày để tôn vinh dành cho phụ nữ là xứng đáng, nhưng bây giờ ngày này đã bị vật chất hóa và chỉ nặng nề về hình thức. Tôn trọng người phụ nữ không chỉ có một ngày, mà nó được cụ thể ở bất cứ ngày nào bằng những lời nói, cử chỉ, hành động, việc làm của đàn ông dành cho phụ nữ. Rõ ràng, vẻ đẹp của người phụ nữ luôn tỏa sáng. Dù họ công tác trên bất kỳ lĩnh vực công việc nào, thì phẩm chất của họ luôn giàu đức hy sinh, chịu thương chịu khó. Song, khác với những phẩm chất tốt đẹp, thì trong thời gian qua, nhiều phụ nữ say xỉn lái xe gây tai nạn giao thông đang diễn biến phức tạp. Có người vướng vào vòng lao lý, tự tay hủy hoại tương lai. Đây cũng là bài học để mỗi phụ nữ tự soi, tự sửa và làm mới bản thân bằng những việc làm thiết thực cho gia đình và xã hội. Phụ nữ thường vốn bị coi là tay lái yếu so với đàn ông. Nhưng thời gian vừa qua, nhiều vụ tai nạn xảy ra lại do phụ nữ ngồi sau tay lái đã uống rượu bia. Điều này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nguy hiểm này. Người phụ nữ thông minh là người biết uống rượu một cách văn minh và có văn hóa, để không bị người khác chê cười. Một người phụ nữ hiện đại là phải biết dung hòa các mối quan hệ, lại không làm mất đi hình ảnh của người phụ nữ. Đừng vì cốc bia, chén rượu rồi tự hủy hoại bản thân. 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp để tôn vinh, yêu thương và trân trọng. Và với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay, quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào?
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.